Ý, bắt được một con cá vàng rồi. Ui, lần này là một con cá vàng nhá. Ấy các bạn ơi, cua này chào, chú cua này gặp các bạn ơi. Wow, chú cua này lợn quá. Ui, wow, đây. Ui, wow, ui, con gì đây này? Wow, ui, nhấc cái ống lên xem nào. Wow, ui, được rồi các bạn ơi. Vồ được con ếch này rồi các bạn ơi. Ui, có nhiều tôm quá này. Ui, ống này có nhiều tôm quá này. Wow, ui, chà. Ui, đổ vịt xuống cho bơi này. Xin chào các bạn nhá, mình là Thỏ Vlog đây. Ngày mới chúc tất cả các bạn vui vẻ nhá. Hey các bạn ơi, hôm nay Thỏ có một cái cần câu của Thỏ này đó. Đây là một cái cần câu này đó, chà. Và một chiếc xe khủng long nhá. Rồi, hôm nay á, Thỏ nhìn thấy ở ngoài vườn nhà mình này. Đấy, chà, đây là vườn của Thỏ. Xin giới thiệu với các bạn, đây là vườn của Thỏ này. Mình sẽ đi vòng quanh vườn đầu tiên nhá. Đầu tiên á, đấy, có một thác nước, trong thác có rất là nhiều cá này. Đấy, có những cái ao cá này. Ui, bên trong rất là nhiều cá nhá các bạn nhá. Rồi, bây giờ á, để mình lái cái chiếc xe của này đi á. Bây giờ mình á, đi bắt cá và tìm các con vật ở trong vườn nhà mình nhá. Rồi, mình cùng lên xe mình đi nhá. Rồi, đi thôi. Wow, ui, các bạn ơi. Ui, trong này rất là nhiều cá này. Đó, bây giờ á, nhân dịp hôm nay là mùa mưa, mùa lũ nhá. Đấy, mình với bạn Nhím này này. Đấy, sẽ đi câu cá cho các bạn xem nhá. Ui, các bạn thấy chưa? À, có một bạn vịt này. Đây là một bạn vịt đấy. Bạn ấy đi ăn, bạn ấy đi săn các con cá bạn ăn đấy. Ai chà, bây giờ mình sẽ đi câu cá nhá. Ui, đây này các bạn ơi. Ui, wow, nhiều cá lắm các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ cất câu cá câu nhá. Ui, 1 2 3. Ui, con cá vàng này. Ui chà. Ui, cá vàng này. Các bạn ơi, ui cá vàng ăn đi. Rồi, một con cá vàng này ăn đi. Ôi. Ui, ui, cá cắn câu rồi các bạn ơi. Ui, nó giật rồi. Ui, giật lên. Ui, xịt rồi các bạn ơi. Ôi, không được con cá nào rồi. Ai chà. Ui, ở dưới này nhiều cá lắm này. Này, 1, 2, 3. Ui, giật lên. Ui, không được con nào rồi. Ui, cá hôm nay khó ăn quá các bạn ơi. Ui, đây, cá cắn rồi. Ui, giật lên. Wow, được một con rồi các bạn ơi. Ai chà, thế là mình được một con cá rồi này. Đây là một con cá gì đây này? Ui, cá màu vàng này. Ôi, rồi để cá màu vàng ở đây nhá. Wow, ui chà. Đi, ui, này, mình đi tiếp nhá. Wow, nhiều cá lắm này. Ui, các bạn ơi. À, đây là chiếc vó của Thỏ nhá. Đấy. Này, bây giờ mình sẽ đi á. Mình đi câu cá, mình đi câu cá nhá các bạn nhá. Nào, 1 2 3 nào nhá. Nào, 1 2 3. Ui, ui ở dưới ao này này. Các bạn ơi, mình cất lên nhá. 1 2 3. Ui. Wow, cất vó được rồi. Ui, nhiều cá lắm này, cất được nhiều cá lắm. Ai, rơi, để đây xem nào. Wow, được những con gì đây này? Ui, được những con bạch tuộc các bạn ơi. À, mình để con bạch tuộc đây nhá. Trời ơi, được mấy chú cá này. Đấy, các bạn ơi, nhiều cá lắm này. Ôi, để lên trên này nhá. Wow, cá đây này. Ui, con cá này to chưa này? Ui, chú cá này to chưa? Đó, bỏ vào cái xô này của mình nhá. Ai, mình cũng đi tiếp thôi. Ai, chà, ở dưới này vẫn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Để mình lấy vợt để mình câu nhá, mình đi vớt cá nhá. Wow, ui này, ui, chà. Ui, vớt được bao nhiêu cá này. 1, 2, 3, cất lên. Wow, ui, lại được nhiều cá quá bạn ơi. À, mình cất một mẻ lên được bao nhiêu cá này. Ui, để coi nào, chắc được những con cá nào. Ui, nhiều ui này. Wow, con cá này, ui, con cá trắng to chưa này. Wow, trời ơi, con cá trắng to quá. Ui, để vào xô này. Ui, đây nữa này. Wow, cá vàng này. Cá trắng cá vàng này to lắm này. Ui, con cá này. Wow, cá vàng. Ui, con này quẫy ghê quá này. Ui, một xô cá nữa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình mang về nhá. Mình mang về, mình bỏ vào cái bể của mình. Ai, các bạn ơi. Đây là một chiếc bể xanh này, bể xanh của Thỏ nhá. Ai, bây giờ mình sẽ đổ tất cả cá vào đây nhá. Như này. Đó, ui. Wow, chà. Nhiều cá chưa đây. Ui, đây là 4-5 con này, 10 con này. Ui. Đó, rồi, mình lấy nước mình đi bắt tiếp nhá, các bạn nhá. Ai chà, rồi, để đây. Rồi, mình đi bắt tiếp thôi các bạn ơi. Ai chà, ui, hôm nay á, Thỏ nhìn thấy bao nhiêu cá này. Ui, có một thác nước ở dưới này nữa các bạn ơi. Ai chà chà, rồi, bây giờ lên xe đi, lái xe đi tìm các con vật khác nào. Rồi, đi thôi. Nên. Ui, wow, ui các bạn ơi. À, chà, các bạn ơi. À, mình nhìn thấy một cái hầm đây gì rồi. Đây các bạn ơi, đây, cái hầm này có mấy con gì đây này. Bây giờ thì mình bỏ cái hầm này ra xem có con gì bên trong này nhá. Đây, 1, 2, 3.
Ui chà chà các bạn ơi. Á à, chà. Có một đĩa thức ăn này các bạn ơi. Wow, một đĩa thức ăn này ngon quá này. Ui này, đẹp chưa này. Một đĩa thức ăn này. Á à, chà. Mình bỏ vào xe mình mang về nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thỏ sẽ chở đợi đĩa thức ăn về thôi. Ai chà, đi về thôi. Wow, về đến nhà rồi. Bây giờ thỏ sẽ để đĩa thức ăn này xuống đây nhá. Đó, để thức đĩa thức ăn sang bên cạnh rồi bây giờ mình sẽ đi tìm các con vật khác nhá. Rồi. Rồi, đi thôi. Ê chà chà chà. Wow. Ui, này. Ui ui, mình hút phải cái gì rồi các bạn ơi? Wow, ui, ở trong cái hầm này này. Ui các bạn ơi. À, mình phát hiện ra một cái gì màu xanh màu đen này. Ui, ở trong này có các con chó này, con gì bên trong này này các bạn ơi. Bây giờ các bạn ơi, bây giờ á mình cùng các bạn mở ra xem bên trong này có gì nhá. Ui, trong này có nhiều các con vật lắm này. Ai chà, bây giờ mình mở ra này. 1 2 3. Wow. Ui. Ui, có những chú chó này các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình có đĩa thức ăn này, mình sẽ cho bạn chó ăn nhá. Ui, đây này. Đây, các bạn ơi. Ui, cho bạn chó ăn này. Ui, hai bạn chó bạn thích ăn cái này quá các bạn ơi. Ui, một đĩa đồ ăn này. Ui, ngon chưa này? Á, à, chà, rất là ngon này. Ui, một đĩa đồ ăn ngon lắm này. Ui, đây mình có một bạn vịt này. Ấy, cho bạn vịt luôn này. Ui, ha ha, bạn vịt bạn ăn này. Ui, cho bạn vịt bạn xem bạn vịt ăn không nhá. Này, bạn vịt này. Ai, cho bạn vịt này. Ấy, bạn vịt bạn ăn rồi các bạn ơi. Ngon quá trời ngon luôn này. Ý hai bạn chó bạn vẫn ăn này. Rồi các bạn ơi, mình cùng lên xe mình đi tìm các con vật khác nhá. Rồi chà. Rồi đi câu cá tiếp thôi các bạn ơi. Ai giờ nên chà chà ra đây để lấy một cái cần câu này. Rồi cái cần câu này bây giờ đi câu cá thôi các bạn ơi. Wow, ui ở dưới cánh đồng này. Ui chà, ui nhiều cá lắm này. Wow, xem nào. Ui xem được con cá nào không nào. Ui con cá này. Đó, ui cá cắn câu rồi các bạn ơi. Ui ở dưới cái này cá cắn câu rồi này. 1 2 3 giật lên. Ui vai. Ui chà chà chà. Ui cá này. 1 2 3. Ui giật. Ui ui mình xem dưới này có cái gì không nào. Wow, ui chà chà. Ui 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 có một cái ống gì đây này các bạn ơi. Ai chà. Có một cái ống gì này này các bạn ơi. Ui ui có một con tôm hay con gì đang bò này. Ui đây này các bạn ơi, mình bắt xem nào. Wow, ui được bắt được một con tôm rồi các bạn ơi. Á à, chà chà. Ui, đây là con mấy con cá đang bơi này. Ui tôm đang bơi này. Ui được hai con này. Ui hai con tôm đang bơi này. Ui các bạn ơi bắt tôm nhá. Đây đây các bạn ơi. Đây để lùn chiếc xe này ra để bắt tôm nhá. Rồi để chiếc xe ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt tôm nhá. Bắt tôm để vào đây nhá. Wow, ui mình thấy mấy con tôm nó chạy mất tiêu rồi. À đây 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 đây. Ui ở dưới thác này này. Đây này. À ở trong cái thác này này. Ui có mấy con tôm này. Đây, đây nữa này. Ui con tôm đang bơi này. À chà chà chà, nhiều tôm chưa. Ui, ui mấy con rồi các bạn ơi. Wow. Ui chà chà. Rồi mình sẽ để vào đây nhá. Để tôm vào đây. Ui còn con kia kìa. Ui con kia. Đây 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 đây. Đây đây, đây. Ui ơi thôi. Đây đây. Ui được rồi. Ui được 3 con rồi các bạn ơi. À chà chà. Ui các bạn ơi. Ui được 3 con tôm rồi này. Đấy, thấy chưa? Nhiều lắm. Wow. Ui mình thấy một cái ống này này. Ở dưới ống này không biết có con gì không này. Ui để mình mát cái ống này lên xem nào. Ui ui có một con tôm nữa này. Ui ui có chết rồi. Đấy đây rồi. À lại một con tôm nữa này. À để vào đây. Wow. Ui cái ống này không biết có con gì ở bên trong này không này. Wow để mình mở ra xem nào. Ai chà, cái ống này không biết có gì bên trong này xem này. Ui nước nó chảy ra này. Ui nước nó chảy ra này các bạn ơi. Ui 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 có nhiều tôm quá này. Ui ống này có nhiều tôm quá này. Wow, ui chà 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 chà. Wow, không biết còn có gì trong này không. Ui hết rồi ca sao các bạn ơi. Ai chà. Ui có mấy con tôm này. 1 2 3 4 con này. Đi bắt con tôm về nhá. Ai chà, ui bỏ lên xe nhá. Ai chà tôm vẫn sống nha các bạn nhá. Nhìn này. Ui con tôm này, nó dẫy này. Ui trời ơi, đầy một xe tôm rồi các bạn ơi. Đó. Ui xong này ui hết rồi các bạn ơi. Đó, ui tôm nó nhảy xuống này. Ui con tôm nó sống nó nhảy này. Wow, ui. Bây giờ mình sẽ chở xe về nhá. Rồi, trở về thôi. Chà chà. Rồi, về thôi. Bây giờ đổ tôm vào cái bể này nhá. Rồi, đổ về cổng ben lên này. Chà chà chà. Ui, rồi. À, được mấy con tôm biết bơi này các bạn ơi. Rồi, bắt tôm về nuôi này. À, chà chà. 4, 5, 6, 7 con này. Ui, nhiều tôm lắm, nhiều cá lắm các bạn ơi. Rồi, mình cùng đi tìm các con vật nữa khác nha các bạn nhá. Rồi, đi thôi.
bạn chó này vẫn nghịch cái gì đây này. Bạn chó này vẫn nghịch kìa bạn ơi. À ui, ui các bạn ơi. À, bạn chó này phát hiện ra này. Ui một bạn vịt nữa kìa. Bạn vịt đang canh cái gì đây này. Ui bạn chó bạn phát hiện ra một cái gì đây này. Ui bên trên này có cái gì đấy các bạn ơi. Này đây này. À ui có một con này, con gì nó bị mất một râu rồi các bạn ơi. Hình như một con kiến. Một con kiến hình như mất râu rồi. À bây giờ mình sẽ bỏ ra xem con bên trong con kiến này nó cất giữ cái gì nhá. Nào mình bỏ ra xem nào. Ui bỏ con kiến ra xem nào. Ai, ui mở lên xem nào. 1 2 3 mở nhá. 1 2 3. Wow ui các bạn ơi, thỏ nhìn thấy á, bên trong này có một con gì, hai con gì đang ngủ này các bạn ơi. Ui một bạn kiến bạn ấy canh giữ một cái gì rồi. Ai bây giờ mình bỏ lên xem nào. Ui 1 2 3. Wow một đống vịt các bạn ơi. Nhiều lắm đây này. Ui nhiều chưa này. 1 2 3. Ui 4 5 con đấy các bạn ơi. À chà bây giờ mình sẽ tìm một cái gì mình bắt nhá. Bây giờ mình sẽ bắt cái đống vịt này về nhá. Ừ, 1 2. À chà ui bạn cam bạn bắt vịt về đi. Ui có 4 5 con này. Ui nhiều vịt quá các bạn ơi. Bắt đi bắt 4 5 con vịt này. Ui bỏ vào đi, bỏ vào rổ này mang về. Đó các bạn ơi. Ui một rổ rồi các bạn ơi. Được 4 5 con vịt rồi. À bây giờ cùng về thôi. À chà bạn chà đi về thôi. Ai đây này. Ui cái này là cái bể cá của thỏ này. Bây giờ mình sẽ đổ vịt vào đây cho chúng bơi nhá. À thả vịt vào đây cho bơi này. Cho vịt bơi nhá. Ui đổ vịt xuống cho bơi này. Wow ui 4 5 con bơi thích chưa. Đó bạn vịt bạn thích bơi này. Đó bạn bơi với cá nhá, bơi chung với cá nhá các bạn nhá. Các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ đi bắt tiếp nhá các con vật nhá. Ngoài vườn nhà mình rất nhiều các con vật nhá. Mày đi thôi các bạn ơi. À, các bạn xem kênh YouTube của Thỏ thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh nhá. À, cảm ơn các bạn rất nhiều. À, ui mình cũng đi thôi nào. Ui các bạn ơi mình đâm phải cái gì rồi. Ui một cái trụ này có con gì này. Wow ui các bạn ơi. À, bạn Thỏ phát hiện ra một con Pikachu này. À, bây giờ mình sẽ nhờ bạn Cam á bạn ấy bỏ cái con Pikachu này ra xem con bên trong này có canh giữ cái gì nhá. Hey, bạn Cam ơi bạn mở ra đi. Ơi ui à, chuẩn bị nhá, chuẩn bị chúng mình cùng mở ra nào. 1 2 3. Ui trong này có gì. Ui có mấy con ếch này. Ui con ếch nhảy bố một cái các bạn ơi. À, bây giờ Thỏ với Cam sẽ vồ con ếch này nhá. Nào 1 2 3 vồ nhá. Chậm 1 2 3 vồ nhá. Ui nó chạy từ từ vồ con này nữa. Ui bạn Cam bạn vồ được một con rồi kìa. Vô được một con rồi. Ui, vô được hai con rồi. Ui, đây, rồi. Bây giờ đến lượt thỏ vô con ếch này nhá. Này vô này. Thôi con ếch nó lặn rồi. Ui, từ. Hay đây là bạn Cam bạn vô được hai con rồi này. Bây giờ Thỏ sẽ đi vô con ếch này nhá. Ui, con ếch này to lắm này. Ui, được rồi các bạn ơi. À, vô được con ếch này rồi. Ui, được một con ếch rồi, được ba con ếch luôn các bạn ơi. Wow, được ba con ếch rồi. Các bạn ơi. À, bây giờ mình mấy bạn Cam sẽ bỏ vào cái thùng này nhá để mang về nhá. Mang ếch về để thả nhá. Ai chà chà. Ai mà đi mang về thôi. Ui các bạn ơi. Wow ui. Này. Ui các bạn ơi, mình nhìn thấy nhiều tôm quá này. Wow ui nhiều tôm quá. Ui ở dưới cái vũng nước này nhiều tôm quá này. Ui tôm đây này các bạn ơi. Wow ui nhiều tôm quá này. Bắt tôm nhá. Ui đây. Ui là một con nữa này. Ui ở đây. Ui dưới này vẫn có tôm nữa này. Sao nhiều tôm nhỉ. Ui hôm nay mưa, trời mưa tôm nó lên. Ui đây nó bơi này. Đấy. Ui bắt tôm đi bạn Cam ơi. Ui bạn Cam bắt tôm đi. Ui bắt hai con tôm rồi, ba con rồi này các bạn ơi. Wow ui ở cái suối này nhiều tôm quá này. Wow chà. Ui rớt tôm rồi. Hay về bỏ đây nhá. Ui bao nhiêu ếch nhảy này các bạn ơi. Các bạn ơi mình cũng mang về nhá. Mang về. Ôi mang về đổ vào đây cho chúng bơi nhá. Ôi xả ui mấy con ếch này. Ui ếch mấy tôm này. Ui mấy bạn vịt mấy bạn ếch này. Hôm nay bắt được quá trời cá mấy ếch này các bạn ơi. Ôi bây giờ mình á lại lấy xô nước này. Đó chả ui các bạn ơi. Wow mình đi bắt cá tiếp nhá. Ui wow ui ở dưới cái này nhiều cá lắm này. Wow vẫn còn bao nhiêu cá kia kìa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ câu cá tiếp nhá. Ở dưới này vẫn còn nhiều cá lắm này. Lại thả cần câu xuống thôi. Xem được con cá nào không. Ui, ở dưới này nhiều cá lắm này. Cá vàng ơi, cá vàng cắn câu đi cá vàng ơi. Ui, con cá này. Có một con cá cắn nó kéo cần câu của mình đi rồi này.
đó 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 đó, nó cắn này, ui nó cắn này, ui giật lên thôi không được rồi. Để câu con khác nhá. Ui con này cắn này, ui các bạn ơi, nó cắn dùng cần câu của mình đây này. Ui giật, ui được rồi các bạn ơi. Được một con rồi. Ơi, bỏ vào đây, bỏ vào cái thau này. Rồi được rồi. Mình câu tiếp nhá. Ui lại bỏ cần câu xuống thôi. Ui các bạn ơi, không được con nào các bạn ơi. Ui mấy con này, ui nhiều cá lắm. Bây giờ mình sẽ lấy cái vó của mình nhá. Đây là chiếc vó của mình này. Mình lại đi cất vó nhá. Ui ở dưới này nhiều cá lắm, mình sẽ cất lên nhá. 1 2 3, ui cá, ui một cái này. Wow, ui 1 2 3, cất lên thôi. Ui cất lên được bao nhiêu cá rồi. Wow trời ơi, nhiều cá lắm này. Ui đây có một con nữa này. Wow đây này. Ui trời ơi, nhiều cá quá các bạn ơi. Đó trời. Hay, đây là một con nữa này. Ui trời ơi, nhiều cá quá. Ui nó dẫy này. Wow ui cá nó dẫy này các bạn ơi. Ui ui ui, con này chạy ghê quá này. Ui con này chạy quá. Ui đây nữa này. Wow đây là một con nữa này. Ui chà chà chà. Ai chà. Ui để mình bắt con này nhá. Ui ui đó. Wow đây lại một xô cá nữa rồi các bạn ơi. Ôi, bây giờ ơi, đây là một bạn Doraemon vừa nãy mình bắt được này. Bây giờ bỏ bạn Doraemon xuống đây nhá. Đó, bây giờ mình sẽ cùng đi bắt cá tiếp nhá. Wow, đi thôi. Đi qua dòng nước này. Ui, có một bạn tôm đang chạy này. Ui, bạn tôm chạy mất rồi. Đây này. Ui, trời ơi. Wow, mình nhìn thấy một cái ống nữa này các bạn ơi. Lấy đạn một cái ống này. Thì không biết trong này cái ống này có gì không này. Để mình cầm lên xem nào. Wow, trong này có con gì ấy các bạn ơi. Có gì lục cục ở trong này này. Nó kêu quạc quạc cục ở trong này các bạn ơi. Wow, bây giờ mình bỏ ra xem nào. Ui, cái ống này không biết có con gì không này. Wow, ui, đây này. Cái này là cái túi bóng này, không có con gì đâu các bạn ơi. Ui, ui, có cái dâu này. Ui, có cái dâu này. Wow, có cái dâu con gì đây này. Ui, thì mình kéo ra xem nào. Ui, ui, có cái đuôi nó này. Ui, đuôi nó này. Ui, có con gì đang thò đầu ra. Ui, đây. Ui, wow, ui, con gì đây này. Wow, ui, nhấc cái ống này xem nào. Wow, ui, có một con cá thì to quá các bạn ơi. Wow, chà, nhìn này, con cá gì đây này. Ui, cá này, cá gì đây, cũng to này. Ui, con cá này, con cá gì đây này. Ui, to lắm. Ui, ui nó quẫy này. Ui, chà. Ui, bây giờ làm sao bắt con cá này nhỉ. Chà. Ui, bây giờ làm sao bắt được con cá này các bạn ơi. Để mình đi lấy cái vó nhá. Không được à. Bây giờ mình bắt con cá này nhá. Bắt con cá này về nhá. Ui, cá to chưa. Ui, rồi thả vào cái bể này. Chà. Ui, nhiều cá lắm này. Bây giờ mình sẽ đổ vào cái bể của mình nhá. Bây giờ mình đổ vào đây này. Ôi, đó, ui, bao nhiêu cá này, nhiều cá chưa. Đó, trời, mình lại múc tiếp đi bắt cá tiếp nhá. Hôm nay bắt được nhiều lắm. Bắt được cá, bắt được tôm này, nhiều chưa. Đó, bây giờ mình đi bắt tiếp nhá. Mình lại lên chiếc xe của mình đi thôi. Ui, kìa áo cá của mình vẫn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Wow, nè. Ui, xe của mình đi xuống nước mất rồi. Ui xuống nước rồi, chết rồi. Ui, xe của mình đi xuống dưới nước rồi. Wow, ui dưới đầu thác chảy này có con cá nào không này. Wow, chà. Đây, ui, ở trong này ơi, trong thác nước này có nhiều cá lắm này. Wow, có những cái con cá gì đây này. Đây, để mình xem nào. Ui, xem có những con cá gì này. Ui, cá gì mà đẹp này. Wow, ui, này, nhiều cá lắm này. Wow, có con cá gì to này. Ui, con cá to lắm này. Wow, để mình lấy cái cần câu của mình đi câu cá nha. Đây, chiếc cần câu của mình đây rồi. Bây giờ mình sẽ câu cá xem nào. Wow, ui, thả cần câu xuống xem nào. Wow, không được con cá nào không. Này. Ui, không có con cá nào cắn câu các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình có cái vó của mình. Bây giờ mình cất cá nha các bạn nha. Mình cất nha. Ui, 1, 2, 3, cất lên. Wow, cái thác nước này nhiều cá lắm này. Ui, được bao nhiêu con cá luôn các bạn ơi. Nhiều cá lắm này. Ui, cá này con cá gì đây này. Ui, cá gì đây này. Wow, nhiều chưa này. Để bây giờ mình bỏ vào xô nhá. Bỏ vào xô xem nào. Ui, rồi, bỏ vào xô xem nào. Ui, một đống cá rồi các bạn ơi. Ui, đây này, đây vẫn còn mấy con nữa các bạn ơi. Nhiều lắm này. Wow, ui, bây giờ mình bắt xem nào. Ui, được hai con gì rồi. Ui, được hai con tôm này. Vẫn còn hai con tôm ở trong này các bạn ơi. Wow, ui, được hai con tôm này.
Đó, chà, bây giờ mình bỏ vào xô này nhá. Ai, bỏ vào chiếc xô này thôi. Đó. Ui, vẫn còn nhiều cá ở trong kia lắm. Ai, bây giờ mình đi bắt nhá. À, ui. À, rồi. À, bây giờ lái xe lên thôi. Lái xe lên nhá. Ôi, chiếc xe của mình đang ở dưới nước này các bạn này. Nen, lái xe lên. Ui, xe bị kẹt rồi. Nen. Ui. Trả xe lên dốc mà đang lên dốc này các bạn ơi. Đang lên dốc mà gặp phải một cái bạn cá sấu này này. Bạn cá sấu này có biết canh giữ con gì đây này. Wow, để mình xem bên trong này có con gì nhá. Wow, ui các bạn ơi. Bạn cá sấu này á, đang canh giữ con gì đây này. Nguy hiểm cực kỳ các bạn ơi. Wow, bây giờ để mình bắt bạn cá sấu ra xem nào. Ui da, hu ha ha. Bạn cá sấu ngã rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở ra xem có con gì bên trong này nhá. Đây các bạn ơi, cục cục này, này. Ui, nó kêu cục 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 ở bên trong á các bạn ơi. Bây giờ mình mở ra nhá. 1, 2, 3. Wow, ui. Ui, ui, một chú cua này. Wow, chú cua này to quá này. Ui, 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 ui. Ui, bây giờ bắt kiểu gì đây. Ui, chú cua này. Ui, chú cua càng này. Ui, bây giờ bắt kiểu gì đây các bạn ơi. Wow, chú cua càng này. Ui, chà, chú cua càng này to lắm này. Ui, bây giờ bắt chú cua càng kiểu gì. Wow, ui, nó cặp thỏ thôi. Chứ thôi, con cua này cặp thỏ. Chà, ui, con cua này cặp rồi. Ui, con cua này. Chà, chú cua này cặp các bạn ơi. Wow, chú cua này đậm quá. Wow, wow, chú cua này kẹp. Ui, chú cua này tợ quá các bạn ơi. Bây giờ thỏ bắt kiểu gì đây. Yahoo. Chà, đánh nhau với bạn cua nha. Chú. Ui, 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 nó cặp. Ui, nó kẹp mồm thỏ rồi. Ui, bạn cua bạn kẹp rồi. Ui, ui, nó bỏ ra đây, bỏ ra đâu đây. Ui, đi đâu đây các bạn ơi. Wow, ui, này. Chà. Ai chà, bạn cua này bạn tợ lắm này. Ui, ui, nó kẹp tai thỏ rồi. Ui, nó kẹp. Ui, bạn bắt đi. Bạn cam bạn bắt đi. Bắt cua đi bạn cam. Ui, ui con cua này to lắm. Ui, chà chà, con cua này to chưa này. Ui, thả vào bể luôn. Thả vào bể đi. À, thả vào bể cho cua bơi nhá. Đó, ui, con cua này to lắm này. Ui, bây giờ mình cũng đi tiếp nhá. Nên, lại đi tiếp thôi. Wow, bây giờ xe của mình sẽ lội sông nhá. À, chà chà, xe xuống nước lội sông này. Ui, nên. Wow, ui, nè. Ui, húc phải cái gì rồi các bạn ơi. Ui, húc phải cái gì rồi. Ui, có một bạn robot với bạn gì đây này. Ui, bạn Cam ơi. Ui, mình nhìn thấy mà trong này có một con robot con gì rồi đây này. Ui, con gì đây. Con gì đây, à để mình lấy cần câu mình câu xem nào xem được không. À để mình lấy cần câu mình câu nhá. Ui này, ui. Ui, con này nó không ăn này. À, ui, ui con cua sao á các bạn ơi. Ai, chà. Ui, con cua này các bạn ơi, bây giờ để mình bảo bạn Cam bạn bắt con cua này nhá. Ui, con cua này to lắm này. Wow, ui, con cua này to lắm. Ui, lại bắt được một con cua rồi này. Rồi, đi mang con cua về đây. Đó, rồi, bây giờ thả vào đây. Rồi, thả vào đây cho chúng bơi nhá. Ui, con cua này bơi ghê chưa các bạn ơi. Đó, thế mình vừa bắt một con cua rồi, bây giờ mình lại di chuyển xe tiếp theo đi thôi. Nè, ui, các bạn ơi, chiếc xe của mình ngã xuống cái vực gì rồi đây. Ui, ở dưới cái ao rồi. Ui, các bạn ơi, bây giờ xe của thỏ bị rớt xuống cái ao rồi đây này. Bây giờ làm sao để mang xe lên được đây này. Ui, không đi được nữa rồi. Chiếc xe này bị hư rồi, các bạn ơi, không đi được nữa rồi. Ui, bị trúc đầu xuống rồi đây này. Không đi được nữa rồi đây này. Ui, bây giờ làm sao đây. Ui, chiếc xe của mình bị đắm rồi. À, bây giờ phải gọi cứu trợ thôi. À, bây giờ mình sẽ bỏ những cái này lên xem nào. À, bây giờ bỏ những cái này lên để nó nặng đít này, nó cẩu lên nhá. À, bây giờ bỏ những cái này lên xem nào. Wow, mấy con khủng long khủng liếc này cho hết lên đây nhá. Đó, mấy con cá ngựa cá liếc này này. Ui, chiếc xe của mình, ui, nhúc nhích rồi này. Chiếc xe nhúc nhích được rồi này. Ui, hey, ai, chiếc xe đi được rồi này các bạn ơi. Đó, chiếc xe lại đi được rồi. Ui, in. Lại rồi, chiếc xe đi được lên rồi các bạn ơi. Wow, ui, chiếc xe lại bị mắc kẹt rồi. Wow, lại bị mắc kẹt ở dưới này rồi. Wow, để ga lên nhá. Ui, lại húc phải cái gì rồi các bạn ơi. Ui, ở trong cái hầm này có gì đây, để mình mở ra xem nào. Wow, ui, không có một cái gì. Ui, hết rồi các bạn ơi. Trong cái hầm này không có cái gì. Rồi, mình đi về thôi. Ê, chả đi về thôi. Wow, ui, ho. Đến về đến nhà rồi các bạn ơi. À, bây giờ bỏ những cái đồ vật này xuống nha. Chả mấy con cua, mấy con chiếc này bỏ xuống nha. Wow, đó, ui, để đầy một đống này. Bây giờ mình lại đi câu cá tiếp nha. Ê, lại lên chiếc xe của mình nha. Ê, đi thôi.
Ui, lại húc rồi. Ui, lần này lại bị sa lầy nữa rồi. Ui, ở dưới này có một bạn gì đây này. À, có một bạn tôm ở dưới này này. À, bỏ bạn tôm lên nhá. Ui, xe này bây giờ cứ bị sa lầy hoài nha các bạn ơi. Xe lên được rồi. Rồi, mình đậu xe đây nhá. Bây giờ mình sẽ dùng vó mình cất cá ở dưới này về nhá. Ui, dưới này còn nhiều cá lắm. Cái ao cá này còn nhiều cá lắm. Ui, xúc lên xe nào, xem được con cá nào không. Ui, đây này. Wow, bây giờ mình cất lên nhá. 1, 2, 3. Ui, cá này các bạn ơi. Wow, cá này. Ui, cất được bao nhiêu cá đây này. Ui, cá này các bạn ơi, đó. Ui, bắt được một con cá vàng rồi. Ui, lần này là một con cá vàng nhá. Ấy, các bạn ơi, kiên trì cuối cùng cũng thành công này. Ui, bắt được một chú cá vàng to chưa. Ui, ui, con cá này dãy ghê quá này. Ui, con cá này dãy ghê quá. Đó, để chú cá vào đây. Wow, đây còn một con nữa. Ui, con này cũng dãy ác này. Đó, đây này. Wow, ui, chú cá này dãy ác chưa. Ui, con tôm muốn tiếc này. Ui, ở trong này xem nào. Đấy, trời, có cả bạch tuộc, bạch tiếc này. Đó, rồi các bạn ơi. Rồi, đầy xô rồi này. Wow, bây giờ mình sẽ đổ vào đây nhá. Ui, chà chà chà, đổ vào thôi. Wow, ui. Đó, các bạn thấy chưa. Ơi, chà, ui, đầy một chiếc xô rồi. À, các bạn ơi, hôm nay thỏ bắt được bao nhiêu cá này.